Chỉ sau chưa đầy một tháng, giá trị vốn hóa của AXS, loại token được cung cấp bởi tựa game Axie Infinity, đã tăng gấp 6 lần lên mức hơn 2,4 triệu đô la Mỹ. Tựa game và nhà sáng lập Nguyễn Thành Trung chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ trong suốt những ngày qua. 24 giờ công nghệ đã có cuộc trao đổi với nhà sáng lập 9X này. Đầu tiên thì bạn có thể chia sẻ một chút về câu chuyện mà tỷ phú Mark Cuban đã quyết định đầu tư vào game Axie Infinity như thế nào? Thực ra thì cũng rất là tình cờ. Cái mối quan hệ giữa hai bên xảy ra rất là tình cờ. Có một cái may mắn đó là tỷ phú Mark Cuban thì có sự quan tâm rất là lớn đối với tiền điện tử và những cái công nghệ liên quan, công nghệ blockchain, cả NFT. Thì chính bởi vì cái gọi là cái duyên đó thì hai bên quen nhau và trải qua một thời gian nói chuyện thì Mark Cuban quyết định là join vào cái quyết định tham gia vào cái thương vụ đầu tư của Axie. Thì chi tiết hơn thực ra thì không có gặp mặt trực tiếp được, tại vì trong thời dịch thì thực ra tất cả mọi cái thương vụ hầu hết là trải qua online, nhưng mà chủ yếu là hai bên khá là hợp nhau về cái quan điểm đối với công nghệ blockchain, một loại công nghệ mới, cũng như là những thứ liên quan. Điều gì khiến cho các cái trò chơi điện tử, các cái game mà có sử dụng công nghệ blockchain, hay cụ thể ở đây là NFT, đã trở nên thu hút các cái nhà đầu tư cũng như là thu hút cái người chơi đến như vậy? Nhưng thông thường thì cái mối quan hệ giữa nhà phát hành game và người chơi thường là mối quan hệ rất là đơn giản thôi. Tức là nhà phát hành sẽ bán vật phẩm và người chơi mua vật phẩm đấy. Thì đấy cũng là cái mô hình kinh doanh của game truyền thống. Với game mà có tích hợp NFT thì cái mối quan hệ nó phức tạp hơn một chút xíu. Tức là người chơi được quyền sở hữu cái vật phẩm và nhân vật ở trong game, sau đó là họ được phép trao đổi mua bán với nhau. Thì từ đấy, ngoại trừ cái mô hình đấy là nhà phát hành game sẽ bán vật phẩm cho người chơi, thì lúc đấy họ có thể thu được cái commission fee, cái hoa hồng từ cái việc là trao đổi mua bán của người chơi. Thì nó có cái sự chuyển dịch như thế về mô hình, và đấy cũng là cái điểm khác nhau. Điều gì khiến cho bạn quyết định là xây dựng một cái game, một cái trò chơi điện tử trực tuyến dựa trên cái nền tảng là NFT? Thực ra là rất là đam mê làm game, nhưng mà không có cơ hội. Thực sự trước đấy thì cảm thấy bản thân mình rất là khó để có thể cạnh tranh được với những cái công ty lớn, những cái game studio lớn. Đến khi làm quen với cả blockchain á, trước đấy thì không có thích blockchain lắm. Thậm chí là em còn ghét blockchain. Nhưng mà sau khi mà thấy blockchain á, dưới cái góc nhìn là một cái công nghệ á, có thể được sử dụng để mà tạo nên những cái ứng dụng mà đem lại lợi ích cho con người, thậm chí còn rất là vui nữa. Tiêu biểu là áp dụng vào game chẳng hạn. Thì em thấy được cái hay đó và quyết định là em và một vài cộng sự lúc đầu là những co-founder của Axie thì quyết định là nghỉ việc để mà tập trung vào Axie. Vậy bạn dự báo như thế nào về xu hướng của các cái trò chơi trực tuyến có sử dụng công nghệ blockchain, công nghệ NFT trong thời gian tới? Thực ra thì số lượng các game mà có tích hợp NFT thì còn rất là hạn chế. Mọi người bắt đầu quan tâm đến NFT nhiều hơn. Nhưng mà chắc phải cần thêm một thời gian nữa thì chúng ta mới có thể thấy được thêm cái số lượng nhiều hơn nữa những game có yếu tố NFT ở trong đấy. Cảm ơn bạn về cuộc trao đổi với Đài Truyền hình Việt Nam.